xin hướng dẫn các bạn về âm giai rê trưởng, xì thứ. Scale của rê thượng trưởng nó cũng giống như các nốt trong xì thứ mà thôi. Thì trên cái bản nhạc các bạn sẽ thấy để nhận biết được rê trưởng hoặc là xì thứ đó là có hai dấu thăng. Một dấu thăng dành cho nốt pha và một dấu thăng dành cho nốt đô. Như vậy, trên cây đàn của bạn ở rê trưởng hoặc xì thứ, ngay chỗ nào nốt đô thì các bạn không đánh, các bạn thay nó bằng nốt đô thăng. Chỗ nào nốt pha, các bạn thay nó bằng nốt pha thăng. Và thế là chúng ta có toàn bộ scale của rê trưởng và xì thứ. Và hôm nay mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn cái cách ghi nhớ nha, trên tất cả 6 dây này, từng vị trí khác nhau, để các bạn có thể bước đầu làm quen và dần dần chúng ta có thể solo nó một cách dễ dàng. Thì đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu trên dây số 6, dây mi. Mi là dây buông, sau đó tới ngăn 1 là pha. Các bạn không đánh, các bạn phải đánh ngăn 2 là pha thăng. Ngăn 3 là son. Ngăn 5 là la. Ngăn 7 là si. Ngăn 8 là không, ngăn 8 là đô, bạn phải lên ngăn 9, đô thăng. Ngăn 10, rê. Ngăn 12, mi. Vậy chúng ta đánh lại các nốt trên dây số 6 phụ thuộc làm sao cho nó phù hợp với lại âm giai rê trưởng nha. Chúng ta có mi, pha thăng, son, la, si, đô thăng, rê, mi. Ok, bắt đầu xuống dây số 5. Các bạn có la, ngăn 2 là si, ngăn 4 là đô thăng, ngăn 5 là rê, ngăn 7 là mi, ngăn 9 pha thăng, ngăn 10 son, ngăn 12 la. Vậy trên dây la chúng ta có cái nốt như sau. Tiếp theo, dây rê. Ngăn 2 mi. Ngăn 4 pha thăng. Ngăn 5 son. Ngăn 7 la. Ngăn 9 si. Ngăn 11 đô thăng. Ngăn 12 rê. Vậy các nốt ở trên dây rê chúng ta sao? Tiếp theo tới dây số 3, dây son. Son, ngăn số 2 la, ngăn 4 si, ngăn 6 đô thăng, ngăn 7 rê, ngăn 9 mi, ngăn 11 pha thăng, ngăn 12 son. Vậy các dây trên các nốt trên dây son như sau. Chúng ta tới dây số 2, dây C. C chúng ta ngăn 2 đô thăng, ngăn 3 rê, ngăn 5 mi, ngăn 7 pha thăng, ngăn 8 son, ngăn 10 là la, ngăn 12 là C. Vậy các nốt ở trên dây số 2 chúng ta như sau. Cuối cùng, dây số 1, dây mi. Các bạn thấy rằng dây mi số 1 và dây mi số 6 nó chỉ trên nhau là 2 octave mà thôi. Do đó là chúng ta đánh y chang như nhau. Ngăn ở trên dây số 6 như thế nào thì bằng tương xứng xuống dây số 1 tương tự. À, chúng ta có mi nè. Pha thăng nè. Ngăn 2, ngăn 3, son. Ngăn 5 là la. Ngăn 7 là si. Ngăn 9, đô thăng. Ngăn 10, rê. Và 12 là mi. Vậy các nốt trên dây số 1 như sau.
Lúc đầu các bạn ghi nhớ các nốt trên từng dây à, và các đó là cái cách tập rất là đơn giản và hiệu quả để các bạn nhìn thấy các nốt nó liên tục như thế này, các bạn biết là chỗ nào. Ví dụ dây số 1 chúng ta để ý rằng là nốt pha thăng ngăn 2 và ngăn 9 là đô thăng à, thì các bạn ghi nhớ từ từ như vậy thì các bạn sẽ khi đánh từng dây quen rồi thì các bạn có thể đang đánh dây số dây số 6 à, các bạn xuống dây số 5 là các bạn thấy là rê mi, các bạn tự động đánh theo nghe số 9 để chúng ta có cái nốt pha thăng nè, chứ nếu không các bạn đánh à, là các bạn bị sai so với rê trưởng à. Thì hy vọng cái cách này sẽ giúp các bạn ghi nhớ tất cả các nốt của âm dài rê trưởng và si thứ, các nốt y chang nhau mà thôi nha. Thì với từng các nốt trên các từng dây này thì các bạn sẽ giúp các bạn học cái cách là mình ghi nhớ vô từng dây ngay vị trí nốt nào, những nốt nào các bạn quen thuộc rồi các bạn nhìn vô bạn biết ngay, còn nốt nào thăng giáng là khi các bạn đánh ví dụ đang âm dài đô trưởng tự nhiên quay qua không thăng không giáng đúng không, quay qua đường rê trưởng thì các bạn cũng thể map vô ngay, nhìn vô được, biết được ngay để solo vô chúng ta không có bị loạn choạng ha. Thì hãy ủng hộ Amigo Guitar Shop, Guitar for Freedom, và hẹn gặp các bạn trong những clip tiếp theo nhé.